Hôm qua ngày 4 tháng 5, chính phủ Afghanistan tuyên bố một ngày quốc tang để tưởng nhớ những nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ lở đất hôm 2 tháng 5. Cùng ngày phát biểu khi viếng thăm khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, Phó Tổng thống Afghanistan, ông Mohammad Zawnut Kanoni cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ một khoản tiền trị giá 200.000 đô la Mỹ đối với các nạn nhân. Trước đó, lực lượng cứu hộ cũng đã chính thức tuyên bố chấm dứt nỗ lực tìm kiếm người sống sót trong thảm họa này. Như vậy, gần như không còn hy vọng tìm thấy người sống sót trong số 2.000 người mất tích trong vụ lở đất. Theo các báo cáo, khoảng 300 căn nhà đã bị chôn vùi và ít nhất là 300 người được xác nhận đã thiệt mạng. Con số này có thể tăng lên gấp nhiều lần bởi giới chức Afghanistan lo ngại các khối núi hiện đã mất ổn định bên trên vùng thảm họa có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào và đe dọa đến hàng ngàn người vô gia cư cùng hàng trăm nhân viên cứu hộ tới đỉnh Badakhshan.